Vâng. Cửa hàng Minh Audio Hà Đông xin chào các bác. Đây là hai sản phẩm tôi test cho anh Tấn ở thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Trước khi gửi đi thì tôi kiểm tra cũng như test hàng. Trên cùng là mẫu lưng tiếng. Con này là CB600, mẫu lưng tiếng xịn nhất tại thời điểm hiện tại. Và dưới là một mẫu lọc in keo của Hàn Quốc. Mẫu lọc này thì dùng cả hai cầu điện 110 và 220, còn cái nâng tiếng này thì dùng điện 200. Hàng nâng tiếng hàng mới tinh nha, còn cái dưới thì hàng bãi. Nâng tiếng này bán giá 2,8 triệu, lọc bán giá 4 triệu. Một con nâng tiếng cực kỳ chất luôn. Đây là cái hộp của nó. Tôi sẽ quay mặt sau cho các bác xem. Cách đấu thì rất đơn giản như sau. Lấy đường nhạc, lấy nhạc từ đầu đĩa này hoặc là từ vang xuất xuống nâng tiếng, và từ nâng tiếng nó có đường xuất âm thanh xuống lọc nhạc, và từ lọc lại có đường xuất xuống âm ly. Có nghĩa nó cứ nối tiếp nhau, nhạc vào nâng tiếng, xuống vang, xuống lọc nhạc rồi xuống âm ly. Nếu các bác mà dùng vang nữa thì đấu nhạc vào vang, xong từ nhạc vang có đường xuất xuống nâng tiếng là đường vào, và từ nâng tiếng có đường ra là xuất vào lọc, và từ lọc lại có đường ra xuất xuống âm ly. Đây cơ bản đây, tôi đấu đường nhạc vào đường in của cái nâng tiếng này, và từ nâng tiếng có đường out xuất xuống lọc nhạc đây, xuất xuống lọc nhạc vào đường in của lọc, và từ lọc cũng có đường out để xuất xuống âm ly. Đấy cơ bản như vậy, cứ nối tiếp nhau các bác nha. Nếu các bác đấu là vang nữa thì sẽ cơ bản như sau: nhạc vào vang, từ vang xuống nâng tiếng, xong từ nâng tiếng xuống lọc rồi xuống âm ly hoặc cục đẩy. Đó là các bộ phận nối tiếp nhau thôi. Ở trên này nó có đường in và đường out. Đường in là nhạc vào và đường out là đường xuất âm thanh ra. Đây là đường sub. Trên lọc nhạc thì có đường in và đường out. Tôi sẽ chỉnh mở to các bác cùng nghe. Tất cả thiết bị đều hoạt động hoàn hảo. Muốn có lọc nhạc thì các bác phải ấn mở EQI này. Nếu ấn vào thì sẽ không có tác dụng, đèn không sáng là không có lọc. Còn đây là đường vào âm thanh. Tôi đang cắm đường line thì sẽ không bấm nút này. Và trái và phải chỉnh đến đâu là nó sẽ thay đổi đến đó. Còn cái nâng tiếng thì mình sẽ để ở mức giữa như này. Đây bấm sáng ở các nút nha. Nâng tiếng thì giả sử các bác hát đuối thì nó sẽ tự động nó nâng lên, thì cứ để mức giữa này chứ không cần phải chỉnh tròn gì cả. Có nghĩa nó tự điều chỉnh, khi các bác hát kém nó sẽ nâng lên, còn hát mạnh quá thì nó sẽ dìm xuống. Đây.